Chào mừng các bạn đã đến với bản tin trưa kênh Khỏe Mạnh Đúng Cách. Và ngay bây giờ, mời các bạn hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý dưới đây. Bình Dương bắt đầu cho hàng loạt hàng quán bán tại chỗ. Làm rõ việc chi nhầm, trùng danh sách nhận tiền hỗ trợ Covid-19 ở Bình Dương. Thành phố Hồ Chí Minh ca Covid-19 ở huyện Bình Chánh có dấu hiệu tăng. Thành phố Hồ Chí Minh chính thức ban hành kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Ngay sau đây, mời các bạn đến với những thông tin chi tiết. Bình Dương bắt đầu cho hàng quán bán tại chỗ. Theo nguồn tin từ báo Thanh Niên cho biết, tối ngày 22 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành văn bản quy định về biện pháp tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt với Covid-19, tháo gỡ nút thắt cho nhiều dịch vụ hoạt động trở lại. Với việc tất cả các huyện, thị xã, thành phố có cấp độ dịch hiện đang ở cấp 3 trở xuống, thì theo quy định thích ứng an toàn linh hoạt, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành từ ngày 22 tháng 10, các hàng quán, các nhà hàng, quán ăn, chợ truyền thống sẽ được hoạt động cho phép bán tại chỗ. Các cơ sở này vẫn phải có phương pháp phòng chống dịch, thiết lập điểm kiểm dịch, quét mã QR, tuân thủ 5K. Đối với các loại hình dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, quán bar, rạp chiếu phim, tập luyện thể thao trong nhà, phòng gym cũng được phép hoạt động trở lại nhưng có điều kiện và giới hạn số lượng, thông thường là khoảng 30% công suất nếu ở vùng có cấp độ dịch ở cấp 3. Việc quy định cụ thể đối với các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao được giao cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương hướng dẫn. Tối ngày 22 tháng 10, Sở này đã có văn bản hướng dẫn cụ thể của từng loại hình dịch vụ này tương ứng với từng cấp độ dịch. Đối với hoạt động của nhà máy, cơ sở sản xuất trong và ngoài khu công nghiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tiếp tục quy định các cơ sở được tự quyết định, tự chịu trách nhiệm về việc hoạt động trở lại, nhưng phải có phương án phòng chống dịch gửi cơ quan quản lý nhà nước để hậu kiểm. Theo quy định mới của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, chỉ ở các địa phương có cấp độ 1 thì mới cho phép hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp, nghĩa là học sinh được tới trường, không phải học online, còn các vùng có cấp độ 2, 3 đều phải hoạt động hạn chế. Làm rõ việc chi nhầm, trùng danh sách nhận tiền hỗ trợ Covid-19 ở Bình Dương, chiều ngày 22 tháng 10 trả lời với báo chí, bà Nguyễn Ngọc Hằng, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương xác nhận các địa phương trong tỉnh đã chi nhầm và trùng danh sách lên đến 22.900 người, đã thu hồi hàng tỷ đồng. Địa phương có số lượng người được chi nhầm và trùng danh sách nhiều nhất là ở thị xã Tân Uyên, lên đến 22.000 người, còn hơn 900 người rải rác ở các huyện, thị xã khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Số tiền bị chi nhầm là tiền hỗ trợ người ở trọ trong đợt giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Bình Dương đã hứa sẽ hỗ trợ cho những người không về quê mà ở lại Bình Dương. Ngoài ra, số tiền 1,5 triệu đồng hỗ trợ cho lao động tự do, bán vé số, hàng rong, người không có hợp đồng lao động cũng bị chi nhầm đối tượng, trùng danh sách. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, các đoàn thanh tra địa phương đã phát hiện và thu hồi ngay, nhưng vẫn chưa có số liệu chính thức do vẫn đang thực hiện chi trả. Giải thích về việc chi nhầm và trùng danh sách như trên, bà Nguyễn Ngọc Hằng cho biết, trong số 22.900 người, chỉ có 2.503 người là chi nhầm số tiền 800.000 đồng trên một người và số tiền này đã được thu hồi. Số người còn lại là trùng danh sách, đoàn thanh tra và địa phương đã kịp thời phát hiện và không thực hiện chi trả. Trong khi ở thị xã Tân Uyên đã chi nhầm với số lượng lớn người được nhận, thì tại thành phố Dĩ An, hàng trăm người ở trọ tại khu phố Tân Hoa đến nay vẫn chưa được nhận số tiền hỗ trợ 800.000 đồng và một số khoản tiền hỗ trợ khác. Thành phố Hồ Chí Minh ca Covid-19 ở huyện Bình Chánh có dấu hiệu tăng. Giám sát dữ liệu mỗi ngày cho thấy số ca nhiễm Covid-19 tại huyện Bình Chánh có dấu hiệu tăng. Qua xét nghiệm nhanh hơn 3.000 mẫu tại xã Vĩnh Lộc A và xã Vĩnh Lộc B vào ngày 22 tháng 10, phát hiện 78 ca dương tính. Ngày 22 tháng 10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra công tác lấy mẫu xét nghiệm nhanh và tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại 11 ấp thuộc xã Vĩnh Lộc A và xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Theo đó, đã phát hiện 78 trường hợp xét nghiệm nhanh dương tính trên 3.000 mẫu xét nghiệm được lấy. Sau đánh giá sơ bộ, lực lượng chức năng sẽ khoanh vùng ổ dịch nhằm phong tỏa tạm thời ổ dịch trong vòng 24 giờ để điều tra và xét nghiệm kháng nguyên nhanh. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, giám sát dữ liệu mỗi ngày phát hiện số ca mắc tại huyện Bình Chánh có dấu hiệu tăng. HCDC cùng Ban chỉ đạo phòng chống dịch tại huyện Bình Chánh triển khai quy trình mới về xét nghiệm thần tốc, chăm sóc và cách ly F0 ngay tại nhà. Bên cạnh đó, HCDC cũng tổ chức tiêm vaccine cho người dân chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều khi điều tra dịch tễ. Việc huyện Bình Chánh áp dụng kịp thời hướng dẫn mới về quy trình phát hiện và xử lý F0 tại cộng đồng sẽ giúp phân loại nguy cơ, kiểm soát dịch bệnh,
và có cơ sở điều chỉnh quy trình mới để phù hợp nhất với tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh chính thức ban hành kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 12 đến 17 tuổi. Ngày 22 tháng 10, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành khẩn kế hoạch tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi tại thành phố. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tiêm cho 780.000 trẻ từ 12 đến 17 tuổi sinh sống và học tập trên địa bàn thành phố. Cụ thể, đối với trẻ đi học sẽ được tiêm tại trường học hoặc điểm tiêm được cơ sở giáo dục lựa chọn phù hợp, đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch bệnh. Đối với trẻ không đi học, sẽ tiêm tại điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động trên địa bàn do Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện lựa chọn. Đối với trẻ có bệnh nền, sẽ tiêm tại các bệnh viện khoa nhi hoặc các bệnh viện đa khoa có chuyên khoa nhi. Đối với các trẻ đang điều trị nội trú tại bệnh viện chuyên khoa nhi và bệnh viện đa khoa chuyên khoa nhi sẽ lập danh sách từ 12 đến 17 tuổi tại thời điểm tiêm chủng để tiêm theo quy định hiện hành của Bộ Y tế. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ sẽ thực hiện theo thứ tự lứa tuổi giảm dần, ưu tiên tiêm cho trẻ từ 16 đến 17 tuổi và theo tiến độ cung ứng vaccine, tình hình dịch tại địa phương. Vaccine dùng tiêm cho trẻ là loại vaccine đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi từ 12 đến 17 tuổi để đảm bảo an toàn xử lý sự cố một cách nhanh nhất. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương phối hợp với ngành y tế tổ chức thực hiện các phương án đáp ứng xử trí, cấp cứu sự cố bất lợi sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Tại tất cả các điểm tiêm chủng, đội tiêm đảm bảo sẵn sàng, đầy đủ nhân lực và trang thiết bị cấp cứu phản ứng phản vệ. Sở Y tế thành phố bố trí đội cấp cứu lưu động cùng xe cấp cứu của các bệnh viện tại mỗi địa bàn để sẵn sàng xử trí tại chỗ và vận chuyển người bị tai biến nặng sau tiêm chủng về bệnh viện. Bố trí vị trí đậu xe cấp cứu tại mỗi địa phương để thuận tiện khi cần tiếp cận các điểm tiêm. Các điểm tiêm thực hiện giám sát sự cố bất lợi sau tiêm phòng COVID-19 để chủ động phát hiện và xử trí kịp thời các sự cố bất lợi sau tiêm, đặc biệt là tai biến nặng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến của dịch COVID-19. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nội dung trên. Nếu thấy bổ ích, đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Khỏe Mạnh Đúng Cách nhé. Xin chào!